Khi bắt đầu buổi pháp thoại, xin mời toàn thể quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Thầy, quý sư cô và toàn thể quý Phật tử hiện diện ở đây và cùng tất cả quý vị trên online. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2020 tại Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng. Chúng con thích đăng ký được trên quý thầy chỉ dạy ra đây để chia sẻ cùng với toàn thể quý vị. Thì hôm nay đề tài đăng ký sẽ nói chuyện với quý vị là dụng công tu hành. Thưa quý vị, ở Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng này, ai là người chỉ dạy cho tăng ni Phật tử chúng ta tu hành? Thầy trụ trì là người hướng dẫn trực tiếp chỉ dạy cho chúng ta tăng ni Phật tử. Thầy chỉ dạy tất cả thiện pháp và nhờ thầy giáo dưỡng hàng ngày để chúng ta thân tâm chúng ta được trau dồi khôn lớn thành tựu. Thầy đã dìu dắt chỉ dẫn tất cả chúng ta cùng chúng sanh cùng khắp. Vì vậy, chúng ta phải gắng vươn lên hàng ngày, chứ đừng có cô phụ lòng của thầy. Nhưng mà dù thầy có cố gắng hết sức, nhưng mà nếu chúng ta không học, không hành, không áp dụng thì có thành tựu không thưa quý vị? Thầy cũng chịu thôi, đâu có cách nào khác. Uống nước nóng lạnh, tự ta biết, tự ta hành trì. Thầy là người hướng dẫn, chỉ dẫn thôi. Sư ông Trúc Lâm đã từng dạy, phải làm sao xứng đáng với đời sống của người con Phật. Mình phải chặt đứt mọi cái lăng xăng xáo trộn bên ngoài. Ta sống ở đây thì là viện để ta tu, là chùa, là đạo tràng. Ở nhà là đạo tràng để tu. Tại vì mình sống ở đâu cũng là nơi tu hành. Nếu ta tu hành thanh tịnh với nếp sống đàng hoàng thì thân tâm ta lúc nào cũng an lạc. Mà chúng ta phải nỗ lực đó thưa quý vị, phải tinh tấn liên tục. Nếu không như vậy thì sao thưa quý vị? Nếu chúng ta không tinh tấn thì sanh tà mê mà thôi. Tà tính là tức là không chân chánh, còn mê là mình mê mờ không có hiểu rõ. Ví dụ như những người biết hút thuốc lá là bệnh tật, là nguy hại, nhưng họ vẫn hút. Vì sao? Vì có sự mê trong đó. Mà mê này là tà mê. Và cũng vậy, người uống rượu, thích uống rượu là có sự mê trong đó.
Nhưng mà cái mê này là mê của tà. Chúng ta đừng có nghĩ là những cái mê này nó không có nguy hại, không có gì nghiêm trọng, mà không phải như vậy. Đừng nghĩ như vậy. Chúng ta càng mê, càng đóng, từ ít nó sẽ lên đến nhiều, rồi phạm giới. Như cư sĩ ta giữ năm giới, nếu chỉ một giới uống rượu thôi ta phạm, thì năm giới kia không tránh khỏi, thưa quý vị, khó mà giữ. Nếu mà ta không giữ được thì sao, thưa quý vị? Thì nhiều sự cố nó sẽ xảy ra, tù tội, chết người, hoặc là ảnh hưởng cho xã hội, cho gia đình, thưa quý vị. Vì vậy chỉ có một niệm tà mê mới làm ảnh hưởng biết bao nhiêu người, thưa quý vị. Nhiều khi cha mẹ chúng ta có con cái và họ thấy được sự nguy hại của rượu chè, của thuốc lá, họ mới khuyên ngăn con cái. Nhưng đối với vị, có bao nhiêu người nghe theo cha mẹ? Chắc chắn là chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Khuyên con nó im lặng là mừng rồi. Có nhiều vị còn cãi lại, còn sân si, còn nạt nộ cha mẹ nữa. Có không, thưa quý vị? Cha mẹ mà có con như vậy chắc chắn là buồn thúi ruột luôn. Mà thưa quý vị, đây cũng là cái lỗi lớn của cha mẹ, chứ không phải là mình đổ lỗi cho con không đâu, thưa quý vị. Vì cha mẹ nào cũng thương con, cũng muốn con có đời sống sung túc, hạnh phúc. Nhưng mà bậc làm cha làm mẹ nên nhớ, không phải chúng ta chỉ lo ăn, lo mặc đầy đủ cho con, lo cho con nhiều tiền, nhiều của là tốt, không phải vậy. Mà quý vị nên nhớ rằng chúng ta phải hướng dẫn con cái. Khi con cái còn bé, chúng ta phải khuyến khích, hỗ trợ để chỉ bảo. Khi con nó lớn lên, nó trưởng thành, chúng ta phải tạo điều kiện giúp đỡ để nó làm những việc thiện lành, như bố thí, cúng dường, làm những việc thiện. Đó là điều tốt nhất để giúp con cái chúng ta nó có hạnh phúc, thưa quý vị. Bởi chúng ta ai cũng biết luật nhân quả nó không có chừa một ai, và nó chính xác 100%, thưa quý vị. Nhưng mà nói đi phải nói lại, có nhiều vị dạy con cái mà con cái nó không nghe. Tại sao, thưa quý vị? Tại vì sao? Ví dụ như hiện nay xã hội đang bị dịch bệnh, đang hoàn hành, chính phủ và những cơ quan chức năng họ thông báo là chúng ta hạn chế vấn đề đi lại bằng phương tiện công cộng, như là máy bay, như là xe bus. Vì lúc này nếu ta đi những phương tiện đó thì nó không phải là đúng lúc. Mà sao, thưa quý vị? Mà vì sự ham mê, ham thích, dục vọng, thích phóng ra ngoài, vì sự xanh đỏ bên ngoài. Nói thật chứ, nếu cha mẹ chúng ta làm
những việc như vậy. Thì chúng ta dạy con cái là hiện nay đang dịch bệnh, con nên ở nhà, đừng có đi chơi, đừng tụ tập. Con cái nó nghe không thưa quý vị? Chắc chắn không nghe rồi phải không? Cũng như cha mẹ thích rượu chè, thuốc lá mà dạy con đừng hút thuốc, đừng rượu chè, nó nghe không thưa quý vị? Chắc chắn là không rồi. Thưa quý vị, khi chúng ta làm việc gì thì có kết quả của việc đó. Phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Tổ đã dạy như vậy, người con Phật ai cũng thuộc, ai cũng biết. Nhưng mà thực hành thì sao thưa quý vị? Khó ha. Đăng ký ở đây thấy nhiều vị tới tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm lễ lạy. Nhìn thì rất là thành tâm, nhưng mà họ không hiểu phải thực hành như thế nào. Thưa quý vị, chúng ta lễ Bồ Tát Quan Thế Âm là để chúng ta thực hành cái pháp từ bi, và ta học theo Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà thật sự nhiều người không có hiểu. Họ đến chủ yếu là cầu xin cho bản thân, cho gia đình, cho con cái được thành đạt, được học hành giỏi giang, chứ không chú ý đến chuyện từ bi, chuyện học theo cái hạnh của Ngài. Cho nên chúng ta đối diện với Ngài mà chúng ta không nhận ra Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu chúng ta muốn nhận ra Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta phải thực hành pháp từ bi. Vì từ là ban vui, bi là có thể diệt trừ những cái khổ. Mà mình ban pháp cho mọi chúng sanh, thưa quý vị, cho mọi loài. Từ bi là chúng ta làm an lạc, niềm vui chân chánh, không phải vui cái vui của thế gian. Cái vui của thế gian là sao thưa quý vị? Như rượu chè, cờ bạc, say sưa nghiện ngập, những thứ đó thế gian cho là vui. Nhưng mà các vị nghĩ cái đó nó có thật sự vui không thưa quý vị? Nó có lợi hay có hại? Còn cái vui chân chánh thì sao thưa quý vị? Là chúng ta không làm những việc hồ đồ. Nó làm hại cho mình và hại cho người. Những việc này chúng ta có làm không thưa quý vị? Vậy muốn thực hành theo pháp từ bi của Ngài Quan Thế Âm thì chúng ta phải học cái tâm từ bi. Chứ còn đến cầu nguyện để được tai qua nạn khỏi hoặc là lợi cho mình thì nó không đúng pháp thưa quý vị. Vậy chúng ta cầu nguyện, thường nghe chữ cầu nguyện. Cầu là sao thưa quý vị? Cầu là chúng ta mong đợi tha lực bên ngoài, tức là nhờ bên ngoài giúp đỡ. Còn nguyện thì sao thưa quý vị? Nguyện là chính bản thân mình phải nỗ lực để thành tựu những điều mà mình mong muốn. Đó là nguyện. Như quý thầy cũng nguyện
Ví dụ như nguyện cho con luôn tinh tấn tu hành, không một chút buông lơi, không một chút lơi lỏng. Đó là mình nguyện để mình hướng tới, mình bước tới. Thưa quý vị, theo đạo Phật thì chúng ta cho đi thứ gì thì chúng ta sẽ nhận lại những điều nó không ngờ. Ví dụ như hiện nay đang có những cái lũ lụt ở Việt Nam, những người khó khăn, nếu chúng ta mở lòng ra, ta giúp đỡ thì điều trước nhất là ta nhận được niềm vui ở bản thân ta. Và người nhận thì sao thưa quý vị? Họ cũng vui mà ta cũng hiểu được. Mà nếu ta làm điều này thì chắc chắn một điều là phước báu chúng ta sẽ gặt hái sau này thôi thưa quý vị. Còn nếu mà ngược lại thì sao thưa quý vị? Thì quả nó sẽ đến thôi, họ nó đến thôi thưa quý vị. Vậy thưa quý vị, ở trong chùa, ở trong thiền viện có những cái tà mê, có những cái không hay không thưa quý vị? Thưa quý vị, ở thế gian bên ngoài có thứ gì thì trong chùa, trong viện có thứ đó. Vì con người cũng từ thế gian vào chùa, chứ không đâu khác thưa quý vị. Như những việc nó không hợp với Tùng Lâm, với thiền viện mà chúng ta ưa thích, chúng ta làm theo ý mình, thì đó là sao thưa quý vị? Đã nó không hợp với Tùng Lâm tức là chúng ta điên đảo rồi. Nếu chúng ta làm những cái xấu, những cái điên đảo, nó không những ảnh hưởng đến thiền viện, đến bản thân ta, mà những người tu xung quanh nó cũng bị ảnh hưởng đến. Biết vậy mà tại sao trên thầy trụ trì, quý thầy lớn vẫn chấp chứa, vẫn nuôi dưỡng? Sao vậy thưa quý vị? Thưa quý vị, đạo Phật là đạo từ bi. Thành thử các ngài mới nghĩ là để ở trong này, nhiều khi qua lời kinh tiếng kệ, qua nghe những lời chỉ bảo, hy vọng một ngày nào đó họ thay đổi, đi con đường chắc. Chứ đuổi họ ra ngoài thì dễ rồi. Nhưng quý thầy biết chắc chắn một điều, những vị đó ra ngoài thì nó làm ảnh hưởng đến xã hội, đến bản thân. Nhiều khi họ cũng rủ rê nhiều người khác xấu với họ nữa. Vì vậy mà các ngài từ bi, các ngài thương mà dung dưỡng thưa quý vị. Thưa quý vị, hỏi như vậy thì thầy có buồn không? Trên thầy trụ trì có buồn không? Tuy trong tâm của các ngài không có vui lắm, có buồn, nhưng mà buồn chút thôi. Vì sao? Vì đối với các ngài, những vị biết nghe lời, các ngài cũng không sanh lòng hoan hỷ. Những vị không nghe lời, các ngài cũng không lấy đó làm phiền hà hoặc là tức giận. Vì nếu cứ lấy cái đó làm cái vui cái buồn thì một ngày các ngài vui buồn không biết bao nhiêu lần. Vì sao? Vì ở trong viện thì năm cha bảy mẹ tập trung về đây,
thì mỗi người mỗi tập khí, mỗi tập nghiệp khác nhau, thì cái sinh hoạt, cái suy nghĩ khác nhau, thì làm sao không khác? Phải thưa quý vị, căn cứ thấy có những vị thầy rất là vừa ý, mình nhìn mình thấy mình biết, và thầy cũng rất là hy vọng rất là nhiều những vị đó, nghĩ là tương lai sẽ rất có lợi cho Phật pháp. Nhưng mà sao thưa quý vị, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi thì họ chướng lên, hay là nói hết duyên, họ rời bỏ, làm bao nhiêu người tiếc. Nhưng mà chùa chiền là vậy thưa quý vị. Thưa quý vị, học Phật mà những tập khí xấu dở chúng ta không buông bỏ, chúng ta không sửa đổi, thì sao thưa quý vị? Thì chúng ta học Phật pháp được cái gì? Đó là chúng ta chỉ dối mình, dối người mà thôi. Vì người có Phật là con người hoàn thiện, mình trừ bỏ được những cái xấu dở, những cái ác. Một khi chúng ta mà gột rửa được những cái xấu ác rồi thì thân tâm chúng ta rất là nhẹ nhàng, an lạc. Thì lúc bây giờ không nói thành đạo, mà sao thưa quý vị, mà chúng ta đã đạt được rồi, chúng ta đã đạt được những điều đó rồi. Người xưa thì có những phương thức hành trì rất là thực tiễn, các ngài đã chỉ dạy lại cho chúng ta, như trong những thiền sư của đời trần, các ngài đã dạy chúng ta là sao thưa quý vị? Dạy chúng ta là hãy xây lại phản quan tự kỷ, bất tùng tha đắc. Thưa quý vị, phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Chúng ta hãy nhìn xoay xét lại mình, không bị những thứ bên ngoài nó làm chi phối. Thưa quý vị, hình như thấy việc này ai cũng làm được, nhưng mà sao mình làm được? Tại vì mình không có gan dạ, không có làm liên tục nên không có thành tựu thôi thưa quý vị. Nếu chúng ta gan, chúng ta cố gắng hành trì liên tục, nhất định sẽ thành đạt thôi. Chứ không phải chúng ta cầu xin về cõi của cực lạc, mà cực lạc là ngay trong tâm chúng ta thưa quý vị. Chúng ta còn buồn, còn giận, còn thương, còn ghét thì sao thưa quý vị? Thì bảo đảm đi đến đâu cũng thấy toàn phiền não. Vì thế chủ yếu của việc tu hành là thanh tịnh ngay tâm của chúng ta, của mình. Còn người mà không biết tu hành thì cứ chạy ra bên ngoài, cầu bên ngoài, rốt cuộc thì không đi đến đâu. Vì làm sao thưa quý vị? Vì thật sự cái lễ thực nó không có ở bên ngoài, mà chúng ta chỉ ráng cố gắng siêng năng hành thiện, dẹp trừ tội lỗi. Thì sao thưa quý vị?
thì cực lạc ngay đây thôi, chứ đâu cần chờ Phật trước. Vì chúng ta không tốt mà đòi Phật trước về cõi cực lạc, không sợ cõi đó bị nhơ nhớp sao? Phải không? Như lục tổ đã dạy, muốn thấy cực lạc phải ngay nơi tâm mình thanh tịnh, dẹp trừ những tâm câu uế xấu xa độc ác. Lục tổ đã dạy như vậy thì cõi cực lạc hiện tiền, chứ đâu phải cần về sanh về cực lạc đâu, hoặc là sanh về nơi khác đâu. Phải không thưa quý vị? Như quý Phật tử đến thiền viện là để tu học, để rèn luyện, để được quý thầy chỉ dạy pháp, để chỉ dạy cách tọa thiền, kinh hành, hoặc là giúp quý thầy lao tác. Chư tăng làm cái gì thì quý Phật tử phụ làm theo thì nó vui không? Nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị. Có nhiều vị đến đây thì người có trách nhiệm, người ta phân công cho làm đó, biết họ nói sao? Nó tôi đến đây để tu chứ đâu phải đến đây để làm. Thưa quý vị, đến để tu để sửa là đúng như vậy. Nhưng nếu 3 ngày quý thầy không có phân công tác để thăm chơi tu tập, còn lâu hơn thì đúng theo thanh quy nội quy của thiền viện, thì quý thầy phong gì mình phụ quý thầy làm thôi. Thưa quý vị, cơm của đàn na tinh thí nó nặng lắm. Nếu chúng ta không tu, không học, không làm thì mình ăn nó không tiêu thưa quý vị. Nên thiền viện Trúc Lâm, hệ phái của thiền viện Trúc Lâm mới có cái câu một ngày không làm, một ngày không ăn. Đó là câu châm ngôn của hệ phái thiền phái Trúc Lâm. Và Đức Phật cũng đã dạy, ồ, có một lần Ngài A Nan mới giặt y của Đức Thế Tôn, thì Ngài để giặt trên sông á, mà đè xuống cái y nó không có chìm xuống. Thì Ngài A Nan mới thưa với Đức Phật là làm cách nào để cái y của Đức Phật chìm xuống con mới giặt được. Thì Đức Phật mới dạy cho Ngài A Nan là lấy 4 hạt cơm để lên 4 góc của cái y, thì cái y nó sẽ chìm xuống để mà giặt. Các vị thấy cơm của đàn na thí chủ nó nặng như vậy đó thưa quý vị. Điều này nhắc nhở chung cho mọi người, chứ không phải là cho Phật tử không. Chư tăng cũng vậy, chư ni cũng vậy, cực phải ráng. Ráng kiệm, ráng đã ăn cơm của đàn na tín thí thì phải cố gắng tu tập, phải thấy được cái lỗi lầm từ thân mình. Nhiều khi chúng ta phóng ra ngoài cứ thấy cái sai trái của người không à. Như tấm gương. Tấm gương thì sao thưa quý vị? Chỉ soi ra bên ngoài mà không tự mình quay lại chiếu mình được. Thưa quý vị, phần đông chúng ta ở đây, quý Phật tử theo tu học cũng là khá lâu rồi, khá thuần thục rồi, nên quý thầy nói đến đâu quý vị biết đến đó, phải không? Thì cũng lặp đi lặp lại. Quý thầy khác thì duyên thâm không nói, nhưng đăng ký thì bao nhiêu này nói đi nói lại thôi. Khi mà nghe quý thầy nói thì thuộc lòng luôn, thấy mình như là duyên thâm lắm, phải không? Ai hỏi đến thì có thể thao thao bất tuyệt, nhưng mà rủi lúc đó có ai đụng đến mình
biết á. Biết gì thưa quý vị? Phải hơn thua đủ thưa quý vị. Mình đó nói con như vậy là không được, tức quá. Xin Phật cho con phúc để con nói cho ra lẽ mà được. Con thưa quý vị, chắc có quá ha. Bằng chứng là ở đây vị nào mà tụng sáu hối sáu căn á thì biết, không hẳn là quý Phật tử không mà chư tăng cũng vậy. Thưa quý vị, chúng ta đầy đủ duyên lành để mà được đến thiền viện, đến chùa, ở hoặc là ở trong tùng lâm được quý thầy chỉ dạy là một cái phước lớn. Nhiều khi ở lâu rồi chúng ta lờ, chúng ta không chịu nghe. Dù có nghe các thầy, quý thầy chỉ dạy cũng như là gió thổi qua tai thôi, nên thôi hư thực xấu vẫn y nguyên. Có sửa gì đâu mà được tốt. Anh đi thấy ở đây nè, có nhiều vị có rất là nhiều tiền, cái phung phí mà không biết cái tiền này á, là mồ hôi nước mắt của chính bản thân họ, của chính cha mẹ họ, gia đình họ, hoặc là của đàn na tín thí, chứ đâu phải tự nhiên mà có, phải không thưa quý vị? Mà không biết phung phí. Là người chúng ta sợ nhất là gì thưa quý vị? Sợ nhất là hết phước. Khi mà chúng ta xài hết phước mà chúng ta không tạo phước mới thì họ nó đến. Vì vậy muốn nhận được chúng ta phải cho đi. Nhiều người nói là thưa thầy, con nghèo quá mà lấy gì đâu cho đi. Thưa quý vị, nên nhớ không phải là giàu có mình mới cho đi, mình mới bố thí. Nếu mình không có tiền thì mình có thể bố thí sức lực, bố thí lời nói, phải không thưa quý vị? Việc làm. Còn người tham thì sao thưa quý vị? Người tham chính là người nghèo chứ không phải người giàu. Người bố thí mới là người giàu. Còn người tham là người nghèo. Vì dù họ có nhiều tiền nhưng mà họ không khi nào biết đủ hết á. Trong sám hối sáu căn đó, nó có cái câu là được người mấy trăm chưa cho là đủ, mất mình một đồng tưởng như hao lớn. Đó là tham. Phải không thưa quý vị? Con có đó nha. Trên đời rất là nhiều người giàu có thưa quý vị, nhiều tài sản, nhưng mà lúc gặp khó khăn tài sản gần như cũng mất hết. Thì lúc đó họ sao thưa quý vị? Họ tuyệt vọng. Có nhiều người đi đến quyên sinh tự tử luôn thưa quý vị. Nhưng mà họ không nghĩ rằng khi sanh ra đời thì có gì nên thăm không thưa quý vị? Đúng rồi, trầm trụi một miếng vải cũng không có nữa. Khi mà chúng ta hiểu được điều đó rồi thì chúng ta bảo đảm sẽ bớt lòng tham thôi thưa quý vị. Thì lúc đó cái khổ nó đỡ biết chừng nào. Có một số người nói con là người tu theo Phật, có chủng duyên với Phật, nhưng mà sao thưa quý vị, nhưng mà còn yếu đuối, cứ chạy theo những cái hư vọng không có lập trường. Người học đạo, khi mà nghe ai bảo điều gì không phải, mình phải biết rõ,
Dạ chưa phải. Mà nên nhớ chỉ biết thôi nha, chứ đừng mấy lúc đó chạy theo hơn thua phải trái thì không có được. Còn nếu ai nói điều gì sai mà mình xét thấy đúng thì vẫn biết là đúng. Như thế nó mới có lập trường của mình, chứ không phải vì thấy người ta có quyền lực, người ta giàu có, người ta có tiền, cái người ta bảo phải mình thưa phải, người ta nói sai mình dạ sai, rồi theo đó mà khen chê này nọ nịnh bợ, đó là không phải, không có đúng theo lập trường, mà cũng không phải đúng pháp. Thưa quý vị, Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng là nơi chuyên tu, quý thầy tập trung ở đây để tu hành, vì ở đây có pháp hành, có pháp học. Vậy mà mình ở thì xung quanh này thì mình phải coi như nhà mình lao tác, mình dọn dẹp, quý thầy cần gì thì mình phụ vào làm cho tiêu cơm của đàn na tín thí. Nhưng mà nhiều vị không vừa lắm, thấy như vậy nói là làm nhiều quá à thôi, muốn đi chỗ khác. Đó là đứng núi này trong núi nọ. Những người mà có thái độ như vậy thì dù đi đến đâu, thưa quý vị, có làm việc gì đi nữa thì đến nơi đó thì cũng để làm cho gà bay chó nhảy mà thôi, cũng chẳng được gì. Mà nói cho cùng, chúng ta xin tới đây để tu học, chứ đâu có ai bắt ép chúng ta đến đây. Phải không thưa quý vị? Ai ép chúng ta đến không? Có Phật tử nào ở đây là quý thầy buộc ta tới đây được không? Không có phải không? Nếu mà phiền não chúng ta mà đoạn tận được thì chúng ta phải đoạn. Nói đoạn chứ thật sự chúng ta chỉ là hoán đổi thôi. Từ phiền não ta đổi qua và an vui. Tại vì phiền não là gì thưa quý vị? Phiền não tức Bồ Đề. Nếu chúng ta không siêng năng để mà hành thiện, dẹp trừ những cái tội lỗi mà cứ cầu xin với Đức Phật về cõi tốt, cõi lành, được không thưa quý vị? Chắc không được đâu ha. Có một câu chuyện là có một bà cụ đó đến tôn tượng Phật Di Đà, rất là thành khẩn cầu xin Ngài cho con về cõi cực lạc. Có một chú Sa Di đó mới đứng sau tôn tượng đó, mới nói là thấy bà thành tâm cầu về cõi cực lạc nên Phật đồng ý cho bà về cõi cực lạc ngày hôm nay. Bà nghe cái bà sững sờ, cái chút xíu bà ta bình tâm lại, bà mới nói xin Phật cho con hoãn lại. Vì sao thưa quý vị? Vì bà nói là vì thằng út con chưa cưới vợ cho nó, còn con tám chưa gả chồng cho nó, các cháu thì chưa đủ khôn lớn, nhất là nhiều công việc khác nữa con đang làm dang dở, nó chưa hoàn thành, mà con phải ở lại giải quyết cho xong. Thưa quý vị, thấy không, cầu xin rất là tha thiết nhưng Phật đồng ý cái sợ. Có không? Chắc ai cũng sợ chết cho đâu ấy. Cầu thì cầu nhưng mà sợ nên nó chết thì sợ. Rõ ràng nhiều người bệnh tật nó là chịu không nổi nhưng nghe chết cũng run.
Vì vậy nếu chúng ta chỉ cầu, chỉ xin thôi mà không có hành, xin thì nhiều nhưng mà nếu không ứng dụng thực hành thì nó sẽ không đến đâu, thưa quý vị. Người mà thực học, thực tu thì sao, thưa quý vị? Ví dụ như có ở đây có nhiều vị đó mới tới thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng này á, thì họ đầy tật xấu, thưa quý vị, nào hút thuốc, uống rượu, ăn thịt, đủ thứ á. Nhiều khi họ dùng những thứ chấp nghiện nữa, những nghiện khác nữa, nhưng mà họ ở một thời gian có tu tập thì họ chuyển đổi, không còn uống rượu, không còn ăn thịt, không còn hút sách. Lại nữa, lúc trước á, khi đến á, họ làm biến mất hồn luôn á, ăn rồi ngủ không, giờ nào mà rảnh thì dán mắt trong iPad, trong phone rồi ngủ. Nhưng mà sau một thời gian tu tập thì giờ này đã, thưa quý vị, họ rất là tinh tấn, họ tu học, tọa thiền, kinh hành, tụng kinh, làm các việc ở trong thiền viện, không nề hà việc gì hết. Đăng ký câu hỏi thì họ nói là rất vui được làm những công việc này. Các vị thấy không? Như vậy rõ ràng có tu thì có chuyển đổi thôi, thưa quý vị. Nếu không thực hành, thực học, thực tu thì không có thể thay đổi như thế được. Như chúng ta muốn lên núi thì sao, thưa quý vị? Thì trước chúng ta phải bước từ chân núi, chứ không phải là tự động mà nửa chừng chúng ta leo lên được. Cho nên muốn đạt được kết quả thì chúng ta phải khiêm cung, bắt đầu từng bước một, vững chắc đi lên. Với cái tâm khiêm hạ thì mình dẹp được cống cao ngã mạn, thì kết quả không mong cầu nó cũng đến, thưa quý vị. Trước kia có ở trên thiền viện Trúc Lâm Bồ Đề đó, Đại Đăng có tổ chức lên đó một khóa tu, thì Đăng Tý có tham dự. Và trước khi mà Đăng Tý xuất gia thì Đăng Tý cũng có về bên đó để mà sinh hoạt. Vì vậy mà quý Phật tử đó cũng biết Đăng Tý. Thì khóa tu đó thì khi mà tọa thiền ra thì có số Phật tử lại nói là thầy ngồi thiền á, ngồi thiền đẹp quá. Ngồi thiền mà các vị đã nghe sao khi ngồi thiền. Đăng Tý mới nói đúng rồi, tại vì ngày hôm nay nó yên, nó không có gió to sóng lớn, thành tử luôn ngồi yên. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn qua sông mà không có cầu thì chúng ta phải đi bằng thuyền. Khi bước xuống thuyền chúng ta phải tìm một cái chỗ an toàn vững chắc để ta ngồi, thì dù có ra giữa dòng, có sóng to gió lớn, chúng ta vẫn an tâm, chúng ta không sợ. Tọa thiền cũng vậy, trước khi chúng ta tọa thiền chúng ta trải tọa cụ bồ đoàn một cách ngay ngắn, và chúng ta ngồi xuống cho đúng, tức là xương cùng giữa bồ đoàn, và chúng ta lắc lại, lắc qua lắc lại cho nó an vị một cách thật là vững chắc, thì chúng ta ngồi số buổi nó không có bị sóng gió lung lay. Còn không sao, thưa quý vị, ngồi nửa chừng là sóng thôi. Sóng thì chúng ta phải lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại thì tâm an, thưa quý vị định được không? Làm sao mà được?
Thưa quý vị, có một số Phật tử đến đây tu thì đăng ký mới hỏi trong khi ngồi thiền, đạo hữu ứng dụng như thế nào và để làm gì? Thì thình lình đăng ký hỏi thì nó cái họng nó không biết làm gì. Họ nói là ngồi thì ngồi thôi chứ đâu biết làm gì. Còn có người thì nói là dạ con ngồi để làm thiền sư. Có người nói con ngồi để làm Phật. Nghe đào tàu vô lớn quá phải không quý vị? Nhưng mà ngồi thiền thì cốt mình để mình dẹp cái tâm cấu uế của mình. Khi tâm mà ô nhiễm cấu uế nó được thanh tịnh rồi thì khỏi nói thành thiền sư hoặc là thành Phật, mà nó thành. Vì thấy như vậy nên lâu lâu quý thầy cũng nhắc nhở là cách dụng công theo của thiền phái Trúc Lâm. Chứ nếu không thì chúng ta cũng dễ quên lắm. Thứ nhất ở đây là chúng ta khi ngồi thiền chúng ta làm sao thưa quý vị? Thứ nhất là gì? Sổ tức. Thứ nhị, tùy tức. Thứ ba là tri vọng. Thứ tư là biết có chương tâm. Sổ tức là sao thưa quý vị? Sổ là đếm, tức là hơi thở. Tức là đếm hơi thở. Tức là khi chúng ta hít vào, thở ra chúng ta đếm 1. Hít vào, thở ra chúng ta đếm 2. Và như vậy cho đến 10. Chúng ta bỏ, quay lại. Hít vào, thở ra đếm 1. Cho hết cái buổi tọa thiền. Chỉ làm một việc như vậy thôi. Chỉ làm hai việc như vậy thôi. Tức là đếm và theo dõi hơi thở. Khi mà thuần thục chúng ta mới lên tùy tức. Tùy tức tức là mình theo hơi thở, theo dõi hơi thở. Tức là chúng ta hít vô tới đâu chúng ta biết tới đó, thở ra tới đâu chúng ta biết tới đó. Và không có làm cho hơi thở chúng ta dài ra. Vì nghe người ta nói là hơi thở dài thì tốt. Chúng ta cố gắng hít vào thật dài. Chút xíu nó mệt lắm thưa quý vị. Hơi thở chúng ta như thế nào thì chúng ta thở như thế đó. Và làm như vậy đến khi nào nó không còn lộn lạo, không còn trật thì chúng ta bước qua cái khác. Nhiều khi đang đếm 1 đến 5 cái chúng ta quên đi thì chúng ta phải quay lại 1 trở lại. Và cái kế tiếp tức là tri vọng, tức là biết vọng. Tức ta ngồi đi, ta không còn theo dõi, ta không còn đếm hơi thở nữa, mà ta chỉ ngồi. Khi nào có vọng khởi lên, chúng ta biết nó tự tan thôi thưa quý vị. Cái pháp này thì nếu ta dụng công lên tới mơ thì ngồi chút xíu ngủ gục rồi. Thành thử phải lúc nào cũng phải tinh thống và tỉnh sáng. Và cái kế tiếp là biết có chân tâm. Thì chúng ta niệm cái câu là ý biết pháp trần là chân tâm. Ta cứ thầm niệm như vậy đến khi nào nó trở thành một khối, nó không có bị những cái vọng tưởng, những cái khác nó nhào vô nữa. Tâm lúc nào an định thì lúc đó ta chỉ có nhớ một cái là chân tâm niệm tiền thì đủ rồi. Đó là pháp đăng ký nhắc lại. Nhưng mà thưa quý vị, đăng ký chỉ giới thiệu qua thôi, chứ chúng ta là hàng sơ cơ thì chúng ta dùng sổ tức, tùy tức thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta cái ban đầu nó chưa vững mà chúng ta bước lên cao thì nhiều khi nó không có kết quả tốt. Từng bước bước cái thang, bước thứ nhất
xong rồi bước thứ nhì một cách rất là vững chắc thì nó có kết quả thưa quý vị. Ở đây thì quý vị khi hồi nãy ngồi thiền quý vị áp dụng sao? Có áp dụng hai chỉ ngồi thôi, hỏi nghe nói dạ con chỉ ngồi thôi không biết làm gì. Thường thường chúng ta nghe quý thầy giới thiệu như vậy á thì chúng ta nôn nóng lắm, chúng ta mới sổ tức cái qua tùy tức thấy sao hy vọng nữa ra sao, nó thôi nhào vô biết có chân tâm luôn. Không nên nôn nóng thưa quý vị, từng bậc mà đi lên. Thưa quý vị, khi mà chúng ta được học được biết nhận ra được cái yếu chỉ rồi á thì chúng ta chẳng cần phải tìm cầu đâu cả, cứ y đó mà tu, thẳng đó mà phát nguyện. Nếu mà đời này không xong thì đời kế tiếp tu nữa, chứ nếu chúng ta nôn nóng thì sao thưa quý vị, coi chừng lọt vào đường tà. Nghe ai nói là tu theo pháp này kết quả nhanh lắm, nhào vô thì đó là ngoại đạo tà đạo như không thưa quý vị. Vì vậy mà người xưa nói là muốn đạt đạo, người xưa người ta đâu có nề hà gì đâu, ta không có ngại về cái thân xác của họ, như các tổ đó, tổ vậy cả chư tổ không có ngại, họ làm mọi việc làm sao để hiểu đạo, ứng dụng tu hành. Mình hiểu được như vậy rồi mình mới thấy được học đạo là cốt yếu, là cái chỗ nhiệt tình thưa quý vị, hết tâm vì đạo. Chứ đừng có nhiều khi chúng ta quan trọng cái thân của mình quá, cứ o bế cái thân này là thân giả tạm mà chúng ta nhiều khi làm chút hơi nặng chút, chúng ta canh kê hoặc là sợ bệnh hoặc là sợ mệt sợ chết vân vân. Nếu mà tu như vậy thì rõ ràng tha tăng kỳ kiếp thôi thưa quý vị. Chúng ta khi mà một người tu, chúng ta phải luôn luôn xoay lại mình, phản quan tự kỷ, tự xét lại mình, tự hỏi mình đã làm được gì, làm việc người hay là làm việc ma hay là làm việc súc sanh. Chúng ta làm việc gì thì thành tựu việc đó thôi thưa quý vị. Chúng ta làm việc Phật thì thành Phật, làm việc người thì làm người. Mà việc Phật tại sao thưa quý vị? Việc Phật tức là từ bi hỷ xả đối với mọi người, chúng ta từ bi. Nhưng mà từ bi thật đó nha, chứ không phải từ bi giả. Có người đông người mới từ bi, còn một mình không, một mình thấy người nghèo mà người đó có mình là mình không từ bi, có không? Chắc có quá. Nhiều người từ bi nhưng mà nghe đạo Phật nói nhân quả, thành thử mình từ bi mà mình muốn thả con tôm để bắt, thả con tép để bắt con tôm, từ bi để sau này mình được tốt hơn. Có không? Nếu chúng ta mà một thật sự từ bi mà với cái tâm mà vô tư thì giống như Phật. Còn thì dễ thành Phật, nhưng mà phải làm việc Phật đó nha, chứ làm việc ma thì không có thể thành Phật được đâu. Vì vậy chúng ta khi hiểu đạo rồi thì chúng ta, nếu chúng ta có tâm tà thì chúng ta nên sửa đổi vọng tưởng,
hơn thua phải quấy, phải dẹp trừ. Mà muốn dẹp trừ được, thưa quý vị, không phải là đơn giản đâu. Chúng ta phải nỗ lực dụng công, dũng mãnh, tinh tấn, không nên biến nhé. Vì nếu chúng ta mà dẹp được những cái ác, cái xấu của thân, của tâm chúng ta, thì khỏi cực lạc hiện tiền chứ là cần đâu tiền, chạy đâu cho xa. Phải không thưa quý vị? Biết như vậy rồi, nhưng mà người thế gian thì sao thưa quý vị? Không chịu dẹp cái xấu, mà cứ một bề rồi về cực lạc, thì làm sao về cõi được. Như ở trong thiền viện, trong Tùng Lâm này, khi mình làm việc thì mình làm việc chính là mình coi như cái nhà của mình làm việc cho mình. Vì vậy, chúng ta phải làm hết mình. Chứ nhiều khi quý thầy cắt gặt liền đẩy qua cho người khác, có không? Hoặc là nó đợi một lúc sẽ làm, hoặc là ngày mai sẽ làm, cái gì cũng đợi cũng chờ. Mà phải biết rằng cái chết nó đến thì chúng ta không có đợi được, thưa quý vị. Nó không theo ý mình được. Có quý vị nào thấy thằng chết kéo cái người đó ngóc đầu về nói là đợi cho con chút không? Hoặc là hẹn ngày này ngày kia được không thưa quý vị? Không được. Vì vậy, cái gì mà hôm nay chúng ta làm được thì làm liền chớ hẹn. Ngày hôm nay ta còn sức, còn tu được, tu liền, chứ đừng có chờ. Nói giờ còn trẻ thôi, chơi cho đã, retire về hưu rồi mới tu. Khó lắm, không được. Chúng ta mà cứ hẹn thì bảo đảm lỗi hẹn thôi, thưa quý vị. Chắc chắn là không có xong việc nào hết. Như vừa rồi đăng ký được trên quý thầy cho nhập thất, thì quý thầy thương nên nói là vào trong đó nếu mà cần gì thì cứ viết giấy ra, quý thầy sẽ cung cấp. Nhưng đăng ký được học, được nghe băng của Hòa Thượng Thường Chiếu đó dạy đó, là khi nhập thất á, thì sư ông dạy ngài ba điều. Điều thứ nhất là hãy để cái miệng lên môi, lên móc như cây quạt mùa đông. Điều thứ hai là biết chăn trâu. Và điều thứ ba là xem như người chết. Vậy thì thứ nhất là chúng ta để cái miệng lên, lên meo, lên móc như cây quạt mùa đông. Thưa quý vị, ở thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng, tức là ở Đà Lạt, khi lúc đó sư ông còn ở trên đó đó, thì quý thầy trên đó tu một cách rất là nghiêm trang, nghiêm mật, thanh quy thời khóa rất là chặt chẽ, thưa quý vị. Vì vậy, sau cái thời khóa rồi, thì các vị tự dùng công, tức là dùng công trong mọi thời, mọi lúc, chứ không phải là trên thiền đường, hoặc là giờ tụng kinh sám hối, không đâu. Vì vậy mà nên ai cũng giữ gìn thanh quy, nội quy một cách rất là nghiêm túc, có quy củ. Bên trong nội viện thì rất là đông chư tăng, nhưng mà không nghe một tiếng nói chuyện, thưa quý vị.
Tại sao vậy? Tại vì sư ông nói hãy để cái miệng lên, lên meo, lên móc như cái quạt mùa đông, nên không có ai nói chuyện. Mọi động thái đều là tu tập, lao tác làm việc đều là tu tập, nên không có nói chuyện. Vì sao vậy thưa quý vị? Vì khi chúng ta nói chuyện thì nhiều vọng tưởng mà chúng ta sẽ không có dụng công được, không có nhiếp tâm được. Sư ông mà nghe hai người nói chuyện, làm việc mà nói chuyện, sư ông rầy lắm. Vì vậy, ở đây sư ông đặt để là tổ đình hải ngoại. Chúng ta cũng phải học theo cái thanh quy nội quy mà sư ông đã chỉ dạy. Trước kia thầy trụ trì còn khỏe đó, thì thầy chư tăng làm gì thì thầy cũng làm, mà thầy làm thầy không có đề hà cho đến lao tác làm tất cả các việc. Thấy quý thầy mà trong khi làm mà nói chuyện thì thầy nhắc nhở liền, thì thầy nói thầy xoay lại để dùng công. Ngày nay vì thầy không có khỏe đó, thành thử thầy, quý thầy nói thầy nên không ra làm, thì làm sức khỏe của thầy không tốt. Vì vậy mà lao tác thì nói chuyện rộng ra, trong cai đường ăn uống thì mình ăn thôi, chứ cái này là mình hút chứ không phải ăn, còn uống hút chứ chung chứ đâu phải kêu ăn, kêu hút uống không đúng với thanh quy, không đúng với oai nghi. Quý thầy có nhắc, nhưng mà nhiều khi khó lắm nha quý vị, cái tập khí nó khó lắm, nhất là người Mỹ ở đây mà thấy chúng ta ăn uống mà húp sùm sụp đó, họ ngó kỳ lắm. Thành thử chúng ta phải cố gắng sửa đổi. Còn như tòa thiền nhiều người làm biến quá luôn á, tới đây để tu tập mà lại biến nhát, thì ăn rồi ngủ không. Thế biết sao không thưa quý vị? Quý thầy nhắc nhở thì nói là mới lấy lục tổ ra làm bia đỡ đạn, nên nói là lục tổ ngày dạy là đi đứng nằm ngồi đều thiền, chứ đâu phải tọa thiền mới là thiền. Chúng ta nên biết ngài chỉ dạy như vậy là đối với những người, có những người ta chết chìm vào cái ngồi, ta ngồi ta không có mệt mỏi, ta ngồi hoài thôi à. Vì vậy mà ngài tới bốn tay để cho ta tỉnh dậy. Còn chúng ta không chịu ngồi mà đòi lấy lục tổ ra mà so sánh thì nó sai rồi. Vì Đăng Trí có đọc trong cái lục tổ đàn kinh đó, thì có được thấy các ngài mới kể lại rằng là lúc mà lục tổ còn hóa ở chùa Nam Hoa đó, thì mỗi ngày đều tọa thiền, đều lao tác, đều làm tất cả các việc, mà thời khóa rất là nghiêm thưa quý vị. 3:30 thì thức chúng, 4:00 là công phu sáng, 5:00 là tọa thiền. Và trời vừa sau đó thì vừa hừng sáng thì ăn cháo thôi thưa quý vị. Ăn cháo xong thì tọa thiền tiếp cho đến 8:00. 8:00 xong rồi mới đi lao tác cho đến 10:00. 10:00 vô nghỉ 1 tiếng đồng hồ, xong rồi thọ trai. Thọ trai xong đi tọa thiền đến 2:00. Và 2:00 sau khi tọa thiền thì đi lao tác. Tại vì ở đó người ta phải tự làm
làm ruộng để mà có cơm với gạo mà sinh sống cho quý vị. Đến 4 giờ thì lao tác xong thì vô bắt đầu công phu bái sám tọa thiền cho đến 10 giờ. Có nhiều người tinh tấn ta công phu đến 12 giờ luôn, và ngày nào cũng vậy. Thành thử mình phải đọc, phải tìm hiểu cho kỹ, chứ nhiều khi chúng ta cứ lấy lục tổ ra nói thì nó không đúng. Mà chúng ta nên biết là pháp hội của tổ đó nó rất là đông. Nếu không có quy củ thì mọi người không có giới luật nghiêm trang thì nó ồn biết bao nhiêu, tới mấy ngàn người luôn. Tăng ni Phật tử đông lắm mà rất là yên lặng, không có nghe tiếng nói chuyện đó, thưa quý vị. Vì sao mà ở đó đông người vậy mà nó trang nghiêm không có nói chuyện vậy? Vì sao mà đạo tràng của tổ làm được? Vì mọi người ý thức được cái thanh quy nội quy, họ chấp hành rất là nghiêm. Cái chúng ta nghe nói là lục tổ dạy là tự do dụng công, nghe vậy khỏe quá. Chúng ta nói là chẳng giữ gìn quy củ luật lệ gì hết, chẳng tụng kinh, chẳng bái sám, chẳng tọa thiền. Đây là chúng ta đã hiểu lầm chữ tự do của lục tổ rồi đó nha. Có nhiều vị giờ người ta tọa thiền thì mình đi nằm, giờ người ta nằm thì mình đi tọa thiền. Như vậy thì là gì thưa quý vị? Làm trái với người khác, làm trái với thời khóa, với thanh quy, ta kêu là lập dị đó thưa quý vị. Có nhiều người tiêu lâm lắm, khi mà tọa thiền nó nghe tiếng chuông báo xả thiền thì vì bảo đảm sức khỏe nên sư ông mới dạy cái pháp là mình xoa bóp cho máu huyết nó lưu thông để đứng dậy cho nó khỏe, nó khỏi bị khớp. Có nhiều người không nghe, cứ ngồi im vậy. Ngồi làm gì thưa quý vị? Các vị coi nè, tôi tọa thiền ngon không? Tôi chưa xả nè nha. Đó là khác người đó thưa quý vị. Tóm lại chúng ta khi tu hành, chúng ta phải giữ gìn thanh quy giới luật. Vậy tự do không phải là không giữ giới luật, mà phải tỏ ra mình tinh tấn và lấy giới luật làm đầu thưa quý vị. Cái thứ nhì là trăn trâu. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta, sáu căn chỉ cần nhích một chút xíu là nó chạy đi liền, nó phóng đi ra ngoài liền. Thì lúc phóng tóc, tức là trâu đi ăn lúa mạ của người rồi. Nếu chúng ta nhanh chân thấy được thì dừng ngay. Và hàng ngày trong đi đứng nằm ngồi, nếu chúng ta gìn giữ và kỹ, chăn kỹ thì chúng ta dễ dàng dễ thoát cho quý vị. Còn buông tuồng để cho trâu nó ăn, nghĩ điều này điều kia xanh đỏ tùm lum thì tự trói mình thôi. Thấy sắc thì nhiễm sắc, thấy thanh thì nhiễm thanh. Người biết tu rồi thấy sắc mà không bị sắc nó lôi kéo, đó là tu. Chứ đâu phải mình làm chuyện gì to tát đâu. Những điều trên thì chư tổ quý thầy đã dạy hết rồi, bây giờ chúng ta chỉ ứng dụng thôi. Điều thứ ba là xem như mình đã chết. Thì khi nhập pháp rồi đó thì sư ông mới nói với hòa thượng Đình Chiếu là: chú có thấy
người chết nào mà ngồi dậy không? Chết ngồi dậy cho tôi cái này, xin cái kia không? Đâu có. Vì vậy, khi ở trong thất thì không cần phải viết giấy ra xin cái này cái nọ. Quý thầy ở ngoài này có trách nhiệm và cũng biết sẽ cung cấp đầy đủ cho mình để mình tu. Thì đâu có cần gì phải viết giấy ra như bướm bướm. Tại vì vô đó là chúng ta phải cố gắng để cái tâm mình thật thanh tịnh, mà mỗi lần mình viết tức là mình động não vọng tưởng lên rồi. Phải không thưa quý vị? Đó. Tâm chúng ta thì nó như cái miếng lót. Nếu mà chúng ta trồng cái gì á thì nó sinh trưởng cái đó thôi. Nếu trồng nhân thiện thì quả thiện nó đến. Còn nếu chúng ta trồng cái ác thì quả ác nó đến thôi. Điều đó chúng ta học thì ai cũng biết hết rồi. Biết thân này rõ ràng nó là không thật, chỉ là đất nước gió lửa nó hợp thành, nên chúng ta không cần phải o bế lo lắng cho nó lắm. Vì lo lắng cho lắm đi nữa, đến một lúc nó cũng tan thôi thưa quý vị. Nghe nói như vậy á thì mình nói là mình biết thân này là đại gia hô thối rồi. Nhưng mà thưa quý vị, muốn thành Phật, muốn giác ngộ, chúng ta phải nương cái thân này, chứ không phải nghe nói đó cái hủy thân nha thưa quý vị. Phải nương nó để mà tu hành. Vì vậy có bệnh phải đi chữa bệnh, dù cho thuốc có đắng mấy cũng phải uống để cho lành bệnh mà tu hành, chứ không phải nghe nói như vậy rồi cái hủy thân là không được thưa quý vị. Nhiều người đó rõ ràng họ không có hiểu được cái họ hủy thân họ. Người đời mà nhiều cái mê họ thất bại hoặc là bế tắc trong công việc, trong gia đình thì họ liền hủy thân cho quý vị. Họ đâu có biết rằng là chết á thì họ chạy theo nghiệp thôi, mà chết bằng những cái hình thức đó thì đi trong đường tốt tâm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thôi. Đã hết cái nghiệp đó lâu lắm, mà khi quay trở lại làm người đó thưa quý vị, trả nợ cũ nữa chứ không phải là quay lại làm người là người tốt lắm. Mình phải cẩn trọng, thật là cẩn trọng. Nãy giờ nghe quý thầy nói thì ai cũng hiểu, ai cũng biết rồi. Nhưng mà hiểu biết mà thực hành được là một điều khó không thưa quý vị. Mà muốn thực hành được thì chúng ta phải tu miệt mài, tu không nghỉ, chứ không phải là nghe quý thầy là mình thành đạo được đâu. Phải tự tu, tự dụng công, chứ quý thầy chỉ thôi, người chỉ đường thôi. Đó, những cái như vậy. Vì vậy mà trong thời gian nhập pháp ăn kiết ứng dụng lời của Hòa Thượng Thường Chiếu, được sư ông chỉ dạy, ăn kiết ứng dụng một cách rất là chính chắn. Thành thử thấy nó rất là an lạc, có kết quả. Nhưng đến một lúc đó thưa quý vị, quý thầy mới viết giấy vô thông báo là còn một tuần nữa là hết thời hạn nhập pháp. Đăng ký nó giật mình. Mới đây mà đăng ký là xin với thầy trụ trì là xin 2 tháng, tức là 9 tuần. Mà mới có 6 tuần mà quý thầy nó hết. Đăng ký nó giật mình, nó sao nó nhanh như vậy. Mà trong khi đó đăng ký thấy mỗi lần quý thầy thương đem vô thức ăn nhiều quá, mặc dù đăng ký chỉ ăn trưa thôi, một buổi thôi, nhưng mà cho thức ăn nhiều quá, đăng ký mới thấy mình đúng là mình đắm vào thức ăn nhiều quá. Đăng ký mới xin với thầy Trị Cố, viết giấy ra xin thầy Trị Cố là khỏi cung ứng thức ăn nữa, khỏi cho ăn trưa luôn, cho nó nhịn, cho chừa, cho nó khỏi tham ăn. Và đúng như vậy, 3 tuần đó thưa quý vị, mình không nghĩ đến ăn nữa, thành dụng công đó rất là tốt. Nhất là ngồi thiền, nó nhẹ lắm, thoải mái lắm. Đăng ký giới thiệu thôi nha.
Nếu quý vị nào mà nhập thóc ở trong thóc thì chỉ có một mình ên thôi. Nếu mà ứng dụng mà không khéo thì ông đó xỉu thì không ai giúp đỡ được. Đây thì tùy từng khả năng từng người, cái sức của mỗi người mỗi khác, thì sức của mình tới đâu thì mình ứng dụng tới đó, chứ đừng có học theo là nó hư chuyện, nghe chưa. Vì vậy mà chúng ta tu tập thì phải chịu khó, như trong kinh A Hàm Phật có dạy đó, thì mình bớt cái giờ ngủ lại. Ví dụ như quý Phật tử ở nhà vì công ăn việc làm phải đi làm, thì chúng ta nhín lại một chút, cái giờ ngủ lại một chút để ta tu tập. Chứ nếu mà chúng ta cứ ngủ nhiều quá thì tâm thức chúng ta nó mờ tối, thưa quý vị, khiến cho thân thể chúng ta nó khó tiến tới cái pháp lành. Ví dụ như đang ngủ mà ta ngủ nướng á, thì sanh ra mộng mị thôi, thưa quý vị. Là một người con Phật, một người tu Phật, chúng ta phải chịu khó xả bớt cái giờ ngủ nghỉ mình một chút, thì nó tạo nên cái công đức cho mình. Cũng vậy, trong kinh Di Giáo có Phật đã dạy là, này là dạy cho quý thầy, là các thầy tỳ kheo ban ngày phải siêng năng tu tập thiện pháp, ban đêm thì sao, thưa quý vị, đầu đêm đến cuối đêm chứ có bỏ phí, nửa đêm còn dậy còn tụng kinh để tiêu diệt và đình chỉ các cái chướng đó, thưa quý vị. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta biết tu tập lắm thì nhờ tụng kinh, sám hối, ngồi thiền, chúng ta mới chuyển hóa được cái thâm tâm mình. Nên ký được quý thầy chỉ dạy là khi mình vô thấp ở một mình á, thì cái nghiệp tập của mình nó trong nhiều đời nó nhiều lắm, khi vô đó nó sẽ trào ra dữ lắm, nó làm mình nhiều người chịu không nổi cái buông đi ra. Tại ở một mình một cái phòng thì nó bức rất lắm á. Vì vậy mà nếu mình không có tụng kinh cho nhiều, sám hối cho nhiều thì nó khó vượt qua. Tân tiết vừa rồi áp dụng như vậy thì thấy nó được lắm, nó khá. Vì vậy chúng ta đừng có lý do ngủ nghỉ nhiều quá, làm biến nhiều quá, nó không có lợi ích gì, thưa quý vị. Chúng ta nghiệm lại xem, chúng ta sanh ra được làm người, được sáu căn đầy đủ, mà ngay bây giờ nếu chúng ta không có chút tư lương nào để cho cái ngày chúng ta ra đi, thì Đức Phật nói uổng lắm, uổng một kiếp người. Tại vì khi chúng ta đi rồi, không biết khi nào chúng ta trở lại làm người. Hãy cố gắng tu tập. Cho nên tranh thủ giờ này còn khỏe, còn trẻ, hoặc là còn sức để tu được thì ráng cố gắng, cho đến khi nói chờ vừa hưu được, quỳ lạy Phật một lạy lạy không nổi, thưa quý vị. Muốn tọa thiền tọa không được, chân cẳng nó đau, lưng nó mỏi, làm sao mà tọa, sao mà lạy. Thành chớ có hẹn. Thưa quý vị, trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, nói năng động tình, nếu chúng ta còn lăng xăng lộn xộn, đạo cử, thì ngồi thiền nó không có yên được, thưa quý vị. Muốn buông chân ra để cựa quậy, tự nhiên nó đau lưng nhức mỏi, hoặc là nó làm, có quý vị nào ngồi thiền có thấy nó... cái gì nó chạy lăn tăn trên mặt không? Có không? Nó giống như con kiến bò trên mặt vậy á. Lúc đó chúng ta phải làm gì, thưa quý vị? Gãi hay chịu cầm? Nếu gãi thì thân cạo cử. Ở trong thiền căn bản nói là đó là ma chướng đó, thưa quý vị. Còn nếu mình chịu trọng á thì nó thì vượt qua thôi.
Ví dụ như chúng ta ngồi thiền mà bị muỗi đốt, nếu chúng ta chịu đựng được á, thì chúng ta vượt qua. Thì lúc đó là chúng ta đi trên đường gì thưa quý vị? Là Bồ Tát Đạo đó, chúng ta đang hành lục độ. Đáng lẽ chúng ta đập con muỗi, nhưng chúng ta khởi lòng từ bi, không giết hại nó. Tức là chúng ta đã bố thí thân rồi, phải không thưa quý vị? Cũng như là trì giới rồi, rồi cố gắng chịu đựng, là đó là nhẫn nhục rồi, và tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tất cả nó theo sau của thưa quý vị. Thưa quý vị, chúng ta nhờ nhiều kiếp trồng căn lành nên đời này chúng ta mới giữ được trong hàng đệ tử của Phật, được sống trong ngôi nhà chánh pháp, lại được thọ học dưới sự chỉ dạy của sư ông Trúc Lâm. Ở đây thì chúng ta được thầy trụ trì, các thầy lớn chỉ dạy. Ngay bây giờ, nếu chúng ta không hứa với lòng luôn tinh tấn tu hành tỉnh giác, để tâm chúng ta luôn an lạc, làm được không thưa quý vị? Cố gắng không? Cuối cùng là đăng ký kính chúc quý thầy, quý cô cùng toàn thể quý Phật tử gần xa nghe trên online ngày hôm nay được nhiều lợi lạc, lợi mình, lợi người. Mình đi hết ở đây. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ mời quý vị chúng ta chắp tay cầu gia vị niệm Phật rồi chúng ta dùng cơm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý Phật tử mỗi tay ấy thì mình so bớt chút xíu ha.